Rồi, hello với các bạn, một cái cây mai bonsai ghép cúc bi. Thì cây này nó có tán bay của nó là 1 mét nha anh em. Còn độ rộng hai bên là 60. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cái sơ dừa ra cho anh em xem này, phần gốc này nè, gốc nó phanh nguồn cây đẹp lắm. Buồn cả chỗ đây nó phanh nhưng rồi nó dít lại so với cái phần cũ luôn. Đó. Nó tạo thành một cục ở đây. Cúc bi nó đi lên này nè. Cúc bi này thì dùng ghép nha anh em chứ không có cà rin nha. Đó. Ghép mới được số lượng lớn. Chứ còn cà rin thì nó không có, mình không có cà rin. Có sao nó dài nha anh em. Này, bật ghép này. Trước ghép gần quá cho nên bây giờ nó liền cốt liền cành luôn. Đó, cốt dáng bay nó rõ ra, tay cành thì nó thuần rồi. Đó, đây phần bên trên phần lưng nữa này, cốt trên lưng nữa này, này. Xem cái guồng cây bên dưới này nè, ha, nó quái ha. Đấy, đấy, dáng bay nữa này nè. Mình sẽ thanh lý giá cực kỳ rẻ, rẻ theo cái thời giá so với thị trường. Anh em nào cứ thiện chí cứ giao lưu, mình dạng giao lưu, gọi điện đến số là 0849020790, đó là số các bạn Zalo mình luôn nha. Cuồng cây đẹp lắm anh em, gốc đỡ rỡ rồi nó rõ ràng, cốt ép rỡ rồi nó rõ ràng lắm nha. Đầu bè này, đầu bè đi lên này. Rồi nha, mình quay rất là kỹ rồi, quá ok luôn nha anh em.